Hello, xin chào toàn thể anh em nhá. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, anh em coi YouTube mình nhớ đừng quên cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, bây giờ vào vấn đề chính là hôm nay tôi sẽ nói clip này nhá. Tôi sẽ nói về setting cũng như trang bị cộng phụ hiệu cộng bảng ngọc tôi hay chơi cho mấy em xem nhá. Đó, trước hết thì tôi có lời xin lỗi cho mấy ông mà trước có hỏi tôi rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ tôi mới có thời gian tôi làm cho mấy ông coi nhá. Sorry anh em rất là nhiều nhá. Rồi, bây giờ thì vào vấn đề chính thôi. Thì về phần setting thì tôi nghĩ là để tí nữa tôi vô đấu luyện rồi tôi cho mấy ông coi cho dễ nhá. Chứ trong này nó không có giống như trong game, sợ mấy ông nhầm lẫn á. Rồi ok, nói chung setting để sau nhá. Rồi, vào trang bị thôi. Trang bị đây. Con Giang thì nói về trang bị đi rừng trước nhá. Đây, trang bị này là trang bị tôi hay chơi nha. Đó, trang bị này tôi hay chơi bởi vì lối cách của chơi, phong cách chơi của tôi là thích chơi sốc đam nên là tôi thường chơi Kimura. Đó, nói chung là hồi xưa tôi hay chơi Thương Long ấy, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu đổi qua Kimura rồi. Rồi, đó có ông nào thì thích thì trang bị này. Đó, đi rừng nhá. Và một lời khuyên cho tôi là một lời khuyên cho mọi người đó chính là về phần đi đổi rừng nha. Tôi nghĩ mọi người nên nâng cái rìu hơn là cái kiếm nhé. Mặc dù kiếm thì đam to thật đấy, nhưng mà thật sự là quyết định thành của tôi là mọi người nên nâng cái rìu. Con da này cần khỏe thì ít nhất nó phải có một xíu máu nhé. Mọi người biết rồi, cái rìu này nó tăng rất là nhiều máu, cực kỳ nhiều máu luôn, nên là tốt nhất mọi người nên nâng cái rìu so với cái kiếm di hồn nha. Kiểu mọi người nâng kiếm đam to đấy, nhưng mà về cuối game á, mà mọi người không win sớm á, về cuối game á, mọi người mà không tiếp cận ở AD nó nhanh á thì nó sấy ở cái mọi người bay màu của nó không có kịp sốc đam như mấy con như Aoi đâu. Aoi với Nắc là con bay vào nó nhanh hơn con da nhiều, nên là nó có thể nâng cái kiếm này nha. Còn con gian thì tôi nghĩ là nên nâng cái rìu nha. Rồi, đó. Còn về Thương Long và Kimurabasa thì ông nào thích chơi cái nào thì ông nào nâng thôi. Còn tôi thì thích nâng Kimurabasa. Và một điều đặc biệt là thì nếu mà trang bị không, nếu mà tem bạn chứ, nó mà có nhiều vị tướng tanker quá thì tốt nhất một lời khuyên của tôi cho mọi người là chính là mọi người sẽ nâng cái kiếm Muramasa nha. Còn bạn còn nếu mà không có thì nâng cái Thương Long cũng được. Thương Long thì nó sẽ trâu hơn, nó trâu hơn và thổ chiếu sẽ nhiều hơn một xíu. Đó, còn đam to, mọi người muốn đam to hơn thì nâng kiếm Muramasa nha. Rồi, ok. Đó, còn về đất thiên thần thì lần trận nào mọi người bị ép á, mọi người bị ép á, so với cái nanh và cái đất thiên thần nhá, thì tôi nghĩ là con gian nên nâng nanh đi. Thường thì con gian phế hay không phế thì đi rừng thì mọi người vẫn nên nâng cái trang bị như thế này. Trang bị ba cái món đồ chính là đam này, ba món này này. Còn về đất thiên thần hay không á thì tùy mọi người. Mọi người sẽ có lựa chọn giữa ba lựa chọn là một đã thiên thần, hai là huân chương choi, ba là khi tất truyền. Đó, tùy thuộc vào tem bản sốc đam như thế nào thôi. Rồi ok, đó vậy thôi. Rồi anh em đừng huân chương choi khi tất truyền cũng được, thì những lúc combo đang combat thì anh em nào nhanh tay á, thì bán đồ đã thiên thần thôi. Đó, rồi đồ rừng thì thế, chỉ có thế thôi nhá. Còn qua về phần đồ top nhá, đồ top thôi chọn lại đi. Đây, cái build đồ hiện tại tôi đang hay chơi nhất, hiện tại tôi đang hay chết từ xíu nha. Rồi, cái build đồ hiện tại tôi đang chơi nhất đó chính là build đồ này. Đây, tôi sẽ cho mọi người xem build đồ trước nha. Đào, áo xòe này, cái này. Đây, đây chính là build đồ hiện tại đi top tôi hay chơi nhất. Build đồ này thì cực khỏe thôi, cực khỏe luôn, đam to, siêu trâu, đủ đam giết AD chắc chắn luôn. Mọi người nếu build đồ này thử đi thì biết à. Mọi người đưa đồ đam cũng to, đủ đam rồi, không cần phải nhiều đam quá đâu. Đó, còn mọi người muốn nhiều đam thì đây. Mọi người muốn mắc binh nhá, mắc binh về con gian á, là build đồ này. Đây, build đồ này. Mọi người mà xanh á, mọi người mà xanh đầu gen thì mọi người nên build đồ này. Thường thường á, là mọi người mà kiểu ngang ngang á, solo top ngang ngang với nhau á thì kiểu tem mình cũng là tem bạn cũng là tà, hoặc là tem mình bị ép hơn thì tốt nhất là nên build đồ lúc đầu tôi chọn cho mọi người xem á. Build đồ này thì nó sẽ rất là khỏe. Còn mọi người mà xanh nhá, thì mọi người muốn đánh team, mọi người muốn sốc đạp nhanh nhá, thì mọi người nâng theo hướng này thôi. Đó, đây là build đồ tôi hay chọn nhá. Còn bảo ông nào mà xem người khác thì tôi không nói, đây là build đồ của tôi thôi. Đó, nhưng mà một lời khuyên thì build đồ này chỉ nên test cái đấu thừa nhá. Đấu hạng, đấu rank cao thì tốt nhất đừng nên nâng build đồ này nha. Nhưng build đồ này chỉ mọi khi mọi người xanh quá mọi người mới nâng thôi. Còn ngang ngang thì tốt nhất lời khuyên đừng nâng build đồ này. Nên build đồ này nó giấy lắm mọi người ơi. Rồi, ít nhất là nếu mà muốn nâng build đồ này thì mọi người tốt nhất là nên món cuối nên nâng cái này thôi. Còn ông nào mà tay to rồi chỉnh cao thì có thể nâng build đồ này cũng được. Đó, mấy ông múa hay thì nâng build đồ này. Rồi, còn tôi thì không phải kênh kỹ năng mà, nên là tôi muốn giờ tào thôi, là tôi sẽ không chơi kiểu
mạo hiểm vậy đâu. Rồi, ok. Bây giờ thì đồ bị đồ vậy thôi đúng không? Còn bây giờ thì qua về phần phù hiệu nhá. Phù hiệu á, tôi thì theo phong cách của tôi là phong cách xúc đam như nãy tôi nói rồi đúng không? Nên là tôi sẽ thường mang ma chú đi solo được. Đó. Còn về phần đi rừng thì tôi có thể lựa chọn giữa ma tính và ma chú. Đó. Thì cái nào, cái trận nào tôi thích chơi kiểu múa thì tôi sẽ cầm ma tính nhá. Còn trận nào tôi kiểu bắt chủ lực nhanh á thì tôi mang ma chú nha. Đó, nói chung là đấy là của tôi thôi. Còn ông nào sở thích thì tùy ông thôi. Ông nào thích chơi đấu khí thì ông chơi, ông nào thích chơi ma tính thì ông chơi, ông nào thích chơi ma chú thì ông chơi. Đó. Rồi. Còn về phần xanh xanh này nè thì mọi người có thể dùng một số tóc hoặc là mọi người có thể dùng băng xương, tùy tùy sở thích người chơi thôi. Đó, nói chung là thích đăng ký đâu, còn tôi thì thích mang bảo mệnh đấy. Còn lâu lâu thì tôi mang quả cầu băng xương. Nói chung là hai cái này. Đó, hai cái này, mang hai cái này, mặc một trong hai, ông là thích ăn cái nào cũng được nha. Rồi. Đó, mà một lời khuyên của mình nhé là mọi người đi top mọi người nâng lên mang ma chú so với mang đấu khí nha. Đó, bởi vì mọi người biết sao không? Đi top solo á, solo top á thì nó rất là quan trọng cái mạng mọi người ai ăn mạng đầu tiên nhá, cực kỳ quan trọng luôn. Ông nào mà solo top mà ăn được một mạng đầu tiên thì ông sẽ có lợi thế, cực kỳ lợi thế rất là lớn trong cả trận luôn đó. Có khả năng là mọi người ép được top nó cả từ đầu trận đến cuối trận luôn. Nó nói chung là mọi người ăn mạng đầu tỷ lệ mọi người ép lên là khá là cao nha. Rồi. Đó. Mà mang ma chú để nó gây đam to hơn. Bởi vì con gian này mà đầu game mà hết chiêu cái là bị nó gõ như gì mà hết chiêu cái là nó phế à. Nên là thôi, nên là đây là theo tôi thôi, thì ông nào thích mang cái gì cũng được, còn theo tôi lời khuyên thì mọi người nên mang ma chú khi đi đường nha. Nên là thật sự là nên mang ma chú khi đi đường nha. Ok. Rồi, xong phù hiệu nha, về qua bảng ngọc. Bảng ngọc này thì quá cổ điển thôi. Bảng ngọc này thì là gồm có 8 công bậc được sinh giác và 2 viên tỉa trên mạng. Ngọc tím thì sẽ là 10 viên tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh thì sẽ là 10 viên công bậc được sinh giác. Đây. Còn bảng ngọc tôi hay chơi đây, đó chính là bảng ngọc tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. Đấy, bảng ngọc này thì có 4 viên tỷ lệ chí mạng và 6 viên sát thương chí mạng nhá. Ngọc xanh với cả ngọc tím thì y chang bảng ngọc kia thôi. Đó. Về phần nếu mọi người muốn đồ mạnh đúng không? Tôi nghĩ nhá, ngọc xuyên giáp thì nó sẽ mạnh đầu game. Đầu game nó sẽ đam to hơn đó. Mọi người bổ chiêu sẽ tam to hơn đấy. Còn ngọc tỷ lệ chí mạng này thì về cuối game và giữa game thì nó sẽ ok đấy mọi người. Bởi vì mọi người có tỷ lệ chí mạng cao mà, trong khi mọi người có thể thêm sát thương chí mạng nữa. Một khi mọi người đổ chí mạng là đam rất là bự luôn, có gọi là đam siêu bự luôn đấy. Hồi trước có lần tôi chơi ấy, tôi đang build đồ full đam á, tôi đánh con rừng ra chí mạng tận 5k đam mà to kinh khủng không? Đó. Rồi. Đó, nên là đó là về phần bảng ngọc, trang bị và phù hiệu nha. Rồi, bây giờ thì vào setting nhá, để tôi vào đấu trường nha. Ok, đợi xíu nha. Okay. Và bây giờ về phần setting, nãy tôi tính ở ngoài setting thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó khó nhìn hơn. Đấy, vô trong game để setting cho dễ nha. Nói chung là setting không có gì đặc biệt đâu. Bởi vì đây, độ nhạy xoay chiêu này, camera này, tốc độ camera này. Đó, mọi người cứ theo tôi cũng được. Đó, đấy là của tôi thôi. Còn phương pháp chọn mục tiêu thì chắc chắn là mod thấp nhất rồi. Ông nào thích thì phần trăm mod thấp nhất. Nhưng mà lời khuyên tôi là đây là mod thấp nhất để nó ưu tiên đánh mấy con báo giấy hơn nha. Rồi, khi mà mọi người mà dồn combo vào con tanh là thôi đấy. Hết chiêu là coi như mọi người chết ngược á. Ok nhá. Rồi. Còn cách chọn mục tiêu hả? Cái này thì con gian này không có phân biệt được rồi. Mọi người muốn phân biệt cái này á thì mọi người nên chọn con Vahensin nhá. Vào đó thì chiêu mọi người dùng chiêu mọi người sẽ thấy nó khác nhau chỗ nào. Đấy, còn mình nói thì cái vòng tròn khóa mục tiêu nó sẽ có một cái vòng ở đỉnh đầu cơ. Để mọi người lia cái vòng nó vào chỗ nào nó sẽ đánh chỗ đó. Đó thế thôi. Rồi, cái đó không quan trọng nhá. Cái quan trọng là ở cái ưu tiên công kích khi di chuyển. Cái này nói sao cho dễ hiểu ta. Lực theo tôi thì mọi người nên tắt nhá, nên tắt đi. Đó, còn như thế này nè. Nếu mà người tắt đi á thì ví dụ như là có hai con tướng đi, một con ở ngoài mục tiêu và ngoài tầm đánh của mình á, một con trong tầm đánh nhá, thì nếu mà người tắt đi thì nó sẽ ưu tiên đánh cho con trong tầm đánh và con ngoài tầm đánh sẽ không đánh nha. Rồi, còn mọi người nếu mà người bật lên á thì mọi người đang bật là máu thấp nhất đúng không, thì mọi người bật lên thì cái con ngoài tầm đánh máu thấp nhất, máu thấp hơn cái con trong tầm đánh của mọi người thì chắc chắn nó sẽ dí theo cái con ít máu hơn nó đánh đó, dí theo. Mà tốt nhất là mọi người lên tắt đi nhá, đừng có bật lên nhá, vì nhiều lúc mọi người giao tranh á là kiểu có con kia xa tầm đánh quá mà người đánh thường á nó cứ dí theo cái, nó kiểu nó bị quay qua cái con tướng ít máu hơn hay là người con bo nó bị khựng đấy, nên là tốt nhất là tắt đi. Đó, lời khuyên của mình là tắt đi. Rồi, còn lại di chuyển thì ai ông nào thích đi theo thì đi theo, ông nào không thích đi theo thì để không theo thôi. Đó, đi theo là lúc này mọi người lia đâu nó cũng sẽ di chuyển cái phòng di chuyển, hay không mọi người lia có chỗ này cũng sẽ di chuyển này. Đó,
còn mọi người tắt đi thì nó chỉ có một chỗ thôi, nó không có đi đâu hết á, đó. Đó vậy thôi. Rồi còn cái phần góc quay theo định vị này á hả, tôi sẽ cứ để không đi theo đi vậy đó. Còn mọi người muốn biết về cái góc quay theo định vị là tức là ví dụ nhá, con Glock hay con Tucker nó có chiều một đúng không, là bắn theo cái dài dài đúng không, thì nếu mọi người bật nó lên á thì nó sẽ lìa cái cam theo cái đầu của cái chiều chiều kéo hoặc là chiều chiều một của con Tucker, sẽ có tầm nhìn hơn về phía đó, và tốt nhất là không nên đi theo. Cái dòng góc quay theo định vị này hồi xưa không có đâu, hồi xưa nó cập nhật lại thì mới có cái dòng này chứ hồi xưa đâu có này đâu. Đó, nói chung là setting vậy thôi. Còn về phần combo gian hả, combo gian này thì tôi chả biết nó sao nữa, bởi vì nó quá lâu rồi nên là combo này thì con gian này thì cấp 12 thì cứ có chiêu nào dùng chiêu đó. Rồi còn ông nào muốn biết rõ về combo gian hơn á thì dưới phần mô tả của cái video này nè, nó sẽ có một cái link YouTube, mọi người vào đó mọi người xem nhé. Chứ bây giờ clip dài quá rồi, tức là mọi người ai muốn xem về combo gian thì mọi người sẽ click vô cái link đó nhé. Cái link đó là ở kênh cũ của tôi, kênh cũ của tôi thì tôi không có đăng video kênh kia, nên mọi người muốn xem thì mọi người vào cái link đó nha. Rồi ok, bây giờ thì chắc clip dài rồi, tôi sẽ kết thúc clip đây nha. Cảm ơn anh em đã coi clip đây nha. Ok, bye bye anh em, hẹn mọi người clip sau nha, bye bye.